Anh em muốn tự vận may kiếm tiền online uy tín không sợ lừa đảo, đến ngay clmmvip.me, hệ thống chơi chánh lẻ Momo dịch tự động 24/7. Cách thức tham gia vô cùng đơn giản, đường link mình để dưới phần mô tả. Yo, hello nha, chào mừng nha, chào quay trở lại với channel mình nha, thử bà đạo mọi người nha. Ok, xin chào anh em, game poker đại chế mình thử bà đạo bạn nào. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tổng kết em phần tăng ngày hôm bữa và cùng nhau khỏe con nặng S1030 anh em nha. Ok, hôm nay thì tình hình trang tôi bắt đầu đi sơ tuyển qua vòng loại, cũng đang đi vào dần rồi anh em. Đây các bạn. Trời ơi, trận sau gặp bác này Sam Sam S1029 à. Bao nhiêu? 3.2 thôi, 4.8 rồi anh em. Vẫn thoải mái, không sao cả. Nói chung là vẫn ổn các bạn. Rồi. Lô tôm này, 12. Chỗ được chiến anh em. Nó cứ lên dần thôi. Cứ lên dần thôi các bạn. Không sao không? Ghép. Ok. Ok. Rồi, ngon lành luôn. Rồi, ngon lành luôn các bạn. Đấy. Giờ là phải tập trung pick update thực chiến anh em, tranh thủ từng tí một các bạn. Không thể để nào yếu đuối được các bạn. Thám hiểm nhận. Xong, bay này. Rồi, ok. Chúng ta giờ xem nào. Từ anh em qua đây mở quà nhá. Hai dương hộp mắc cấp cao này. 4 xương nói skill. 20 gói quà. Cũng tạm ổn các bạn. Mở nào. Chỗ đại thêm kim cương các bạn, ngon. Ngon lành, ngon lành. Tím nào. Cam rồi. Từng tím các bạn, không tím hơn. Rồi. Ok. Vàng nào, hồi vàng vào các bạn. Rồi, vàng về túi anh em. Ok. Thủ cưới. Yo, ngon, ba ba luôn. Đó, lại lên chiến rồi các bạn. Đấy, giờ tập trung làm pick up lên chiến rồi anh em. Mấy chỗ này sao nó cứ báo nhỉ? Con đường huấn luyện 54. Ba triệu thôi anh em, đủ phát lâng, có chung thì cũng đủ lâng lên thôi chứ cũng chưa làm gì được. Thôi cứ từ từ các bạn. Cay thế nhỉ, không có chỗ nào ấy anh em. Đúng rồi, tôi luyện anh em còn hai chơi tôi chưa tẩy nhỉ. Tôi đi công bố event đấy các bạn. Ok, đây anh em, đây video đây các bạn. Đây, video chia sẻ sao chép, ok. Rồi, ok các bạn, ở video bữa thì tôi có hỏi anh em các bạn nhớ nhá. Đó là 6x6 bằng bao nhiêu các bạn. Ok, hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm ra người trúng giải nào. Ok. Và các bạn cũng đừng quên ba cách tham gia event bên kênh Tử Bà Đạo anh em nhé. Việc đầu tiên đó là like và share video trên Facebook của dạng cấp 2. Việc hai là đăng ký kênh và bật chuông thông báo lên. Và việc thứ ba đó là phần comment và trả lời câu hỏi kèm theo tên Facebook của anh em. Rồi, trúng giải đầu tiên. Có đề được 100%, có là sao? Chào bạn Hậu Trần nhá. Tiếp theo là 6x6 bằng 36 anh em. Đùng DZTV mình không ngu. Các bạn này nhìn quen. Tùng DZTV. Ok, nói chung thì chúc mừng bạn nhé. Vui lòng chia sẻ thông tin và gửi thông tin qua Facebook cho mình để nhận giải nhé. Rồi tôi quét thêm một người đấy anh em. Đề phòng bạn Tùng DZTV kia không tham gia và đầy đủ không nhận được giải. Ok, quét nào, thêm một người phòng bị. Rồi, các bạn Phúc Nguyễn anh em. Các bạn LHP Nguyễn Hoàng Phúc Vlog. Ok, chúc mừng bạn nha. Bạn là người phòng bị bạn nhé. Cũng như nếu bạn khi không trúng bạn khi nhận quà không được thì tôi sẽ thông báo bạn sẽ lấy quà. Ok. Rồi, xong anh em. Vậy là chúng ta cũng xong một kỳ thông báo em vẫn tặng code tặng quà thôi rồi anh em. Rồi, giờ quay về đây anh em để tiếp tục hành trình nâng cấp update được chiến nào. Điểm đây, số vui. Vui sáng tôi mới up rồi các bạn. Ôi, giờ bỏ ra mua cái điểm này thôi anh em. Bù đá ngon hơn. Đó. Tôi vẫn đang thẻ anh em nhé. Thẻ đột phá, tôi đang nhưng mà
chỗ là giờ chỉ đợi con nào ra dòng crit anh em, ra dòng crit mới bung được chứ đâu giờ bung vào mấy cái chỗ này tào lao lắm, không thua. Giờ cứ đợi con nào ra dòng crit các bạn cũng phát quậy luôn. Đó, giờ đợi cháu nào ra dòng crit cái là quậy thôi anh em. Rồi vòng đấu à, chưa đánh à, ok auto đó các bạn. Ok ổn các bạn. Đây ngoài ra sáng nay tôi đã đấng lên luôn anh em này, sáng ngồi cứ tính đi tính lại lưng với cả anh em nuôi nặng lên luôn hay là sao. Đây các bạn nuôi thẳng lên mà đứng hai lần được chiến luôn, rất là nhanh luôn, nuôi đấng lên nhanh luôn thì tỏa sáng đúng không ạ, thì số lên rất là ok, tại phát nổ lên luôn. Chà thấy ui ngon, một tội là không phải dòng dòng ok lắm thôi các bạn, nhưng nó phát ra dòng nổ luôn anh em. Chán Uza thấy các bạn, đợi mái dòng crit mái không nổ các bạn, chán thật sự. Phần Uza tôi giờ đợi nổ được nổ cái dòng crit kia chắc là cũng vào một câu chuyện, nó phải là thiên niên kỷ các bạn, dài mấy tập chuyện luôn anh em. Rồi tạm bỏ ổn, giờ hút qua nào. Rồi đợi mạnh phát à, cũng được ván giao lưu anh em, đánh nhau phát nhờ. Xong chúng ta lại đi tới tháp PK các bạn. Quang nâng tháp PK lên anh em. Nói chung là mai nữa các bạn, mai mà ra vòng TZ thì đảm bảo mai được chiến tăng vào vèo nữa các bạn. Chỉ cần vòng TZ thôi là đảm bảo được chiến sẽ thay đổi rất là nhiều, nhưng mà tôi hết kim cương các bạn. Thật sự là nào vậy anh em, cứ hóng cái sự kiện là lúc nào vậy anh em, cầm lúc nào mười mấy ca kim cương cho đến khi lúc có sự kiện rồi thì là hết kim cương. Cay thật sự. Bây giờ không tiêu nữa anh em, bây giờ phải up never. Mà muốn up never thì ngày nào phải tiêu thể lực các bạn, tiêu thể lực còn đi vận chuyển nữa. Mấy ngày hôm nay tôi đang bỏ vận chuyển dần anh em. Nó còn chưa lời đâu, vận chuyển suốt ngày đâu, nó đang bỏ bớt vận chuyển các bạn, chưa phải đi hết tầm, làm hết tầm nữa vận chuyển các kiểu nữa nó là khác anh em, đó chứ mày không. Ồ, trận này nghe cũng hơi dài trái, hơi dài tay nha. Quất nào. Ồ, thua chắc là không thua rồi anh em, bởi vì bên tôi vẫn còn đấy mà anh em, có viên trợ rồi. Giờ câu chuyện nó có viên trợ, nó một câu chuyện rất là thú vị các bạn đấy. Đâu phải dễ dàng đâu anh em, có viên trợ đâu phải dễ ăn đâu, đâu phải dễ gì mà ăn được tem tôi. Vừa ăn được tem bạn nghe kiểu cũng hơi nhăn răng các bạn, hơi căng á. Ăn được tem bạn thì nghe kiểu cũng hơi căng các bạn. Còn nào tập trung đánh con cháu đi nào. Ok, nhịn đùa các bạn. Giờ đợi viện trợ bên mình anh em. Thôi nào, bỏ auto đi, dập cho nhanh. Nào, hạ con này cho anh em. Hạ cho mày trước các bạn. Đó, tập trung hạ cho mày trước. Đấy, giờ đánh cháu nào ra màu chỗ đấy anh em. Đó, lúc nãy là để ấy thôi. Giờ thì hơi bị khó các bạn nha. Đó, giờ thì hơi bị khó để mà ăn tem tôi các bạn, hơi bị khó nha. Sợ bạn quá, mình lại sợ bạn quá bạn ơi. Bút lên đã anh em, không nói gì phải vội cả. Bút lên đó, giờ mình lại sợ bạn quá bạn ạ, mình sợ bạn quá cơ. Để xem nào, không né không win được các bạn. Ô kìa, bớt giỡn anh em, chủ quan rồi. Chủ quan rồi anh em, ăn quà chủ quan rồi. Cày thế nhờ. Nếu mình đánh từ đầu nó ăn rồi các bạn. Chủ quan thôi. Ok, tháp PK được chung thì thôi, các bạn đi. Điểm qua sương sương là thứ quẩy thôi anh em. Xem nào. Nguy hiểm cũng hết tầm rồi. Sao ước vòng tay. Qua vòng tay này nghĩ vẫn cay anh em. Thật sự luôn, nghĩ qua vòng tay này vẫn thấy cay các bạn. Một xíu xíu nữa thôi. Nào ok rồi các bạn. Đó, một xíu xíu nữa thôi. Ok, ok rồi. Nghĩ vẫn thấy cay anh em. Được ba con dấu à.
4. Nên là được 4 con đúng nhỉ? 100 điểm à, 40 con anh em. Oh my god. Giờ còn thiếu hai mấy con nữa. Đủ bạn đủ đúng không? Chơi đủ anh em, đủ bạn. Ờ đủ bạn nha. Ok. 30 con lên. Rồi, ngon điểm các bạn. Lại nào. Lại phát ở kia. Đó. Đó. Lại tốn kim cương anh em. Dấu hiệu của việc hết phí kim cương nha các bạn. Bỏ đi, tạm bỏ rồi anh em. Đấy. Nói chung thì cũng vẫn sương sương điểm qua sự kiện công bố event đấy thôi anh em. Đó, video tôi tạm thời xin phép thôi anh em đây nhá. Đấy, nói chung thì Nai Cham thì hiện tại đã vào được vòng sơ tuyển vòng trong rồi anh em. Đối thủ liên tục các bạn. Đấy. Tôi bước vào vòng trong thi đấu. Cố gắng giật giải kỳ này thôi anh em. Ok, video kết thúc đây. Mọi người tiếp theo giờ thì bye bye.